Theo thông báo của Cục Quản lý Dược ngày 1 tháng 3, sản phẩm serum Thâm X2 của nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn quốc. Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ phẩm Huyền Phi, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Tú Hà Nội. Lý do đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm là mẫu kiểm nghiệm sản phẩm chứa hydroquinone, đây là chất không được phép có trong quy định về sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da. Bên cạnh đó, Tính năng, công dụng và thành phần công thức sản phẩm kê khai tại phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm không thống nhất với tính năng, công dụng và thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm. Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất theo quy định. Bộ Y tế đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ phẩm Huyền Phi và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm, tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm trực tiếp giám sát những hoạt động trên. Ngoài ra, công ty phải gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy sản phẩm serum Thumb X2 nhãn hàng Huyền Phi Cosmetic nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25 tháng 3. Cơ quan này cũng đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Trước đó, Cục Quản lý Dược vừa ra công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm với loạt 14 sản phẩm mỹ phẩm của một công ty ở Cần Thơ, bao gồm nhiều loại là serum chấm mụn, kem nám, kem trắng da, kem chống nắng nhãn hiệu Linh Chi Vàng, kem tắm trắng, dung dịch rửa tay khô, kem làm trắng, sữa rửa mặt.